Kính chào quý vị và các bạn, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với bản tin Việt Nam và Thế giới. Chương trình ngày 5 tháng 12 năm 2014 sẽ có những nội dung chính sau đây. Hội thảo giảm nhu cầu tiêu thụ sừng tê giác tại Việt Nam. Một nhóm các bạn trẻ tại Hà Nội đã thành lập câu lạc bộ UNESCO di sản dân ca xứ Nghệ. Trò chuyện cùng với Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Đặng Thị Bích Liên về vấn đề bảo tồn và phát huy di sản dân ca Ví Dặm. Tiếp sau đây là chùm tin vắn. Ngày 5 tháng 12, lễ hội Nhân Sâm Hàn Quốc lần thứ 3 đã khai mạc tại Hà Nội, được bảo trợ bởi Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam, Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc và Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế Việt Nam. Sự kiện hội tụ chuỗi các hoạt động văn hóa nghệ thuật và ẩm thực Hàn Quốc. Khách tham quan được biết đến nhân sâm của thành phố Busan, quê hương của nhân sâm Hàn Quốc, cách phân biệt các nguồn gốc nhân sâm, đồng thời được cảm nhận món ăn bổ dưỡng từ nhân sâm như kim chi nhân sâm, gà hầm sâm, nhân sâm chiên. Sáng ngày 5 tháng 12, lễ khai mạc hội chợ nghệ thuật Hà Nội lần thứ nhất đã diễn ra tại Hà Nội nhằm đưa nghệ thuật đến gần với công chúng. Những nghệ sĩ thế hệ trẻ của Hà Nội đã trưng bày các tác phẩm từ tranh, tượng, sắp đặt sản phẩm mỹ thuật thủ công. Buổi khai mạc cũng có nhiều tiết mục văn hóa nghệ thuật đặc sắc, tôn vinh truyền thống văn hóa di sản của dân tộc như múa lân, hát quan họ, hát ví dặm nghệ tĩnh. Khách tham dự còn được tham quan các gian hàng trưng bày các sản phẩm thủ công từ giấy, thổ cẩm và các chất liệu truyền thống từ khắp các vùng miền. Đây cũng là nơi để người yêu nghệ thuật gặp gỡ trực tiếp, trao đổi thông qua hoạt động sáng tạo và sở hữu trực tiếp các sản phẩm nghệ thuật tạo hình. Hội chợ nghệ thuật Hà Nội diễn ra từ ngày 5 đến ngày 28 tháng 12 năm 2014.